Nai ở công viên Nhật tràn vào khu dân cư vì bị đói giữa mùa dịch bị đói do không có khách du lịch cho ăn như thường ngày. Vì dịch bùng phát, đàn nai ở công viên Nara Nhật Bản tràn vào khu dân cư tìm đồ ăn. Dịch Covid-19 bùng phát, khiến hàng loạt công viên, địa điểm giải trí tại Nhật Bản không có khách du lịch buộc phải tạm thời đóng cửa. Những ngày gần đây, nhiều hình ảnh dân mạng chụp được về đàn nai ở công viên Nara khu du lịch nổi tiếng Nhật Bản xuất hiện trên đường phố. Trạm tàu điện ngầm, khu dân cư để kiếm ăn thu hút sự chú ý của mọi người. Theo Sora News, những con nai tại công viên chạy ra ngoài bởi không có khách du lịch tham quan trong mùa dịch. Chúng đói khi không có người cho ăn như ngày thường. Công viên Nara vốn nổi tiếng với ngôi đền Todaiji được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đây cũng là nơi trú ngụ của hàng nghìn con nai yếu tố góp phần thu hút khách du lịch tới thăm. Nai có mặt khắp nơi trong khuôn viên của khu Nara, nai thích ở trong công viên bởi Tại đây chúng có thể ăn cỏ và thường xuyên được khách du lịch cho ăn bánh quy, với lượng khách tham quan đông đúc đàn nai hiếm khi bị đói khi được cho ăn đầy đủ mỗi ngày. Tuy nhiên, suốt thời gian dịch bệnh bùng phát, lượng khách du lịch ghé thăm công viên Nara sụt giảm mạnh tới 80%. Đồng nghĩa với việc hàng nghìn con nai không còn được cho ăn. Thời gian gần đây, người dân quanh khu vực liên tục bắt gặp và ghi lại được hình ảnh nai Nara xuất hiện tại những nơi mà chúng hiếm khi đến như trạm tàu điện ngã tư khu dân cư. Khi, được hỏi, những người dân địa phương cho biết họ, đã sống ở đây hàng chục năm xong chưa? Từng nhìn thấy cảnh nai gặm cỏ hay những bụi hoa trên vỉa hè tại trung tâm thành phố như vậy? Tại ga Nara cách công viên khoảng 2 km, người dân không khỏi bất ngờ khi thấy chú nai ngơ ngác xuất hiện. Ngày 2 tháng 3, tôi lần đầu tiên nhìn thấy một con nai xuất hiện ở ga Nara sau hơn 30 năm sống. Tại đây, không có khách du lịch cho ăn, nên chúng đã mạo hiểm đến đây, một tài khoản viết không chỉ gặm cỏ trên vỉa hè đàn nai còn bị bắt gặp băng qua đường tụ tập giữa giao lộ đàn nai xuất hiện trên phố tỏ ra cảnh giác khi tìm kiếm đồ ăn những chú nai khác còn ở lại trong công viên cũng khổ sở vì đói người dân hy vọng đàn nai sẽ sớm an toàn trở về công viên không chỉ nai nara bị đói khi không có khách du lịch cho ăn những đàn khỉ hoang dã tại khu du lịch thái lan cũng rơi vào cảnh phải xuống phố kiếm ăn hình ảnh một đàn khỉ điên cuồng tràn xuống phố Tại tỉnh Lopburi, Thái Lan cách đây ít ngày, khiến dân mạng bất ngờ. Theo lời kể của người quay phim, đàn khỉ rất đói vì không có khách du lịch cho ăn, chúng đứng tràn ra đường rồi cùng đuổi theo một con đang cầm quả chuối. Dân mạng cùng để lại bình luận chúc cho dịch bệnh sớm kết thúc, ngành du lịch được hồi sinh và động vật tại các khu du lịch không bị đói. Mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào. Hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại